Xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được khởi đầu ngày mới cùng quý vị và các bạn trong chương trình Hà Nội buổi sáng của Đài Hà Nội. Hôm nay thứ Năm ngày 19 tháng 9 và sau đây là những tin chính có trong chương trình. Để chủ động ứng phó với cơn bão sắp đổ bộ, hàng trăm tàu cá tại khu vực miền Trung được tổ chức neo đậu tránh trú an toàn. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai hình thức thẻ ảo apply dành cho khách hàng kể từ ngày 20 tháng 9. Đến 17 giờ ngày 18 tháng 9, tổng số tiền ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại sau cơn bão số 3 là hơn 1.000 tỷ đồng. Số người chết trong vụ nổ máy bộ đàm tại Liban đã tăng thêm 9 người. Mỹ phủ nhận việc biết thông tin về vụ tấn công vào các máy nhắn tin trước đó tại nước này. Thưa quý vị, sau đây là tin cập nhật áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 4 giờ ngày 19 tháng 9, vị trí tâm bão số 4 cách Đà Nẵng khoảng 217 km về phía đông đông bắc Quảng Trị, khoảng 262 km về phía đông. Bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay ngày 19 tháng 9, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão số 4 năm 2024. Tại Cồn Cỏ, Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Hồi 4 giờ ngày 19 tháng 9, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 109,8 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 217 km về phía Đông Bắc, cách Quảng Trị khoảng 260 km về phía Đông. Bão số 4 có sức gió mạnh nhất cấp 8, 62-74 km/h, giật cấp 10. Dự báo trong các giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/h. Để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho ngư dân khi vào tránh trú, hiện tại các âu thuyền, cảng cá đang gấp rút triển khai các công tác hướng dẫn, nhắc nhở bà con neo đậu tàu thuyền đúng cách. Các lực lượng chức năng từ ngày hôm qua 18 tháng 9 đã triển khai các phương án cụ thể, yêu cầu nhân viên túc trực 24/24 giờ, phối hợp với các gia đình ngư dân, thông tin kịp thời diễn biến mưa bão để ngư dân nắm bắt, chủ động ứng phó. Nhận được thông tin cảnh báo của cơ quan chức năng về diễn biến của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, trong ngày 2 ngày qua, hàng trăm tàu cá tại khu vực miền Trung đã vào đây để neo đậu, tránh trú. Hiện tại, ngư dân đang tất bật với việc neo đậu, thu dọn và sắp xếp các vật dụng trên tàu để tránh thiệt hại khi có mưa to, gió lớn. Để đảm bảo an toàn cho tài sản, ngư dân các địa phương ven biển Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành công tác đưa thúng máy, ghe thuyền công suất nhỏ lên bờ để nhằm tránh những thiệt hại có thể xảy ra. Vâng, từ hôm qua ngày 18 tháng 9, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã có thông báo cho học sinh nghỉ học chiều hôm nay và ngày mai để tránh ảnh hưởng bởi mưa lớn. Trước ảnh hưởng của mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã quyết định cho trẻ mầm non, học sinh, học viên trên toàn thành phố Đà Nẵng nghỉ học chiều ngày 18 và cả ngày 19 tháng 9. Các trường đại học tư thục căn cứ tình hình thực tế chủ động quyết định việc đi học của sinh viên. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các sở giáo dục tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó, giữ liên lạc qua các kênh thông tin để ứng phó một cách an toàn, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra. Trước đó, từ rạng sáng ngày 18 tháng 9, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có mưa lớn kéo dài, khiến nhiều tuyến đường phố và khu dân cư bị ngập cục bộ. Dự báo tình hình mưa lớn sẽ còn tiếp tục xảy ra do áp thấp nhiệt đới có khả năng sẽ mạnh lên thành bão. Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão vào ngày và đêm nay ngày 19 tháng 9, thành phố Hà Nội có gió mạnh cấp 2, cấp 3. Hà Nội mưa rào rải rác và dông, có nơi mưa to, tổng lượng mưa tại phía Bắc và trung tâm thành phố từ 30 đến 50 mm, có nơi cao hơn 70 mm, phía Tây và phía Nam từ 40 đến 70 mm, có nơi cao hơn 100 mm. Đêm ngày 20 và ngày 21 tháng 9, Hà Nội mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Về thủy văn, lũ sông Bùi, sông Tích xuống chậm. Dự báo 7 giờ sáng nay, mực nước sông Bùi ở mức 7,4 m, giảm 12 cm so với 13 giờ ngày 18 tháng 9. Sông Tích ở mức 8,35 m, trên báo động lũ cấp 3 là 35 cm. Với tốc độ lưu thoát như hiện nay, các khu dân cư sinh sống vùng ven sông Bùi có khả năng ngập lụt trong 5 đến 7 ngày tới, sông Tích khoảng từ 3 đến 5 ngày. Thưa quý vị, đến 17 giờ ngày 18 tháng 9, tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận được tổng số tiền là 1.432 tỷ đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tô Thị Bích Châu cho biết, Ủy ban đã tiếp nhận ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại sau bão số 3 từ nhiều cơ quan doanh nghiệp, tổ chức cá nhân ở trong và ngoài nước. Theo bà Tô Thị Bích Châu, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã hỗ trợ đến các địa phương hai đợt với tổng số tiền là 1.035 tỷ đồng.
với tinh thần phân bổ kịp thời, hợp lý theo mức độ thiệt hại cụ thể của từng địa phương, đảm bảo hỗ trợ thiết thực nhất, đồng thời cam kết số tiền ủng hộ sẽ được Ban Vận động Cứu trợ Trung ương sử dụng đúng mục đích, yêu cầu và công khai theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đề nghị các tỉnh thành xem xét hỗ trợ hoặc không thu học phí với trẻ mầm non, học sinh phổ thông để chia sẻ khó khăn với người dân sau bão Yagi. Sau khi đánh giá những ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ sau bão Yagi gây ra, ngày 18 tháng 9, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương căn cứ mức độ thiệt hại của người dân để xem xét hỗ trợ cho học sinh, đặc biệt những em ở những vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trước đó, cơ quan này đã đề nghị các trường, đại học ưu tiên bố trí nguồn lực để miễn giảm học phí và có chính sách hỗ trợ tài chính phù hợp với từng sinh viên, hướng dẫn sinh viên vay vốn, khắc phục khó khăn sau bão. Hiện chính sách học phí thuộc thẩm quyền của địa phương và các trường đại học. Đến giữa tháng 9, hơn 40 tỉnh thành đã thông qua học phí năm học mới, trong đó 4 địa phương hỗ trợ toàn bộ cho trẻ mầm non đến hết lớp 12 là Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Hải Phòng và Đà Nẵng. Riêng Long An giảm 50% học phí cho trẻ em dưới 5 tuổi và 100% học phí cho học sinh trung học cơ sở công lập. Ngoài ra, học sinh thuộc diện chính sách được hỗ trợ theo quy định của Chính phủ. Sàng lọc trước sinh và sơ sinh là chương trình đang được thành phố Hà Nội đẩy mạnh nhằm nâng cao chất lượng dân số và cho ra đời những đứa trẻ khỏe mạnh. Hoạt động này đang được thực hiện từ các bệnh viện tuyến huyện có chuyên khoa sản. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu công tác này tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất. Các sản phụ đã được các bác sĩ và hộ lý hướng dẫn thực hiện chương trình sàng lọc sơ sinh ngay sau khi sinh con một ngày. Em bé được lấy máu tại gót chân để xét nghiệm nhằm sàng lọc sớm các bệnh lý và rối loạn chuyển hóa. Nếu có, các bác sĩ sẽ có hướng điều trị kịp thời nhằm hạn chế các rối loạn về thể chất và tinh thần, giảm thiểu tỷ lệ bệnh sơ sinh và giảm thiểu gánh nặng cho gia đình, xã hội. Sau khi sinh thì em rất vui khi con được tham gia vào chương trình sàng lọc sơ sinh, cho con được kiểm tra gần 80 loại bệnh mà lại còn được miễn phí nữa. Để vừa được miễn phí mà lại còn biết được các loại bệnh của con nữa, xong cũng yên tâm. Mang thai là khoảng thời gian vừa kỳ diệu nhưng cũng mang theo nhiều lo lắng. Để khởi đầu cho chuyến đi ý nghĩa nhất trong hành trình làm mẹ, bên cạnh chế độ dinh dưỡng hợp lý, mẹ bầu cũng nên biết về những phương pháp sàng lọc trước sinh để có một thai kỳ khỏe mạnh, thai nhi khỏe mạnh. Siêu âm vào các thời điểm tuần thứ 12, 22 và 32. Kiểm tra hình thái hầu hết như các bất thường thì đã được phát hiện trên siêu âm. Mình có thể khám thai và kiểm tra ở những thời điểm này và có những cái hướng xử trí hoặc điều trị nếu có phát hiện bất thường. Và tiêm phòng uốn ván ở cho mẹ bầu. Thời điểm từ 24 đến 28 tuần mình sẽ kiểm tra thêm những tiểu đường thai kỳ, những bệnh lý bất thường của mẹ. Thời điểm thai 32 tuần là thời điểm mình sẽ sàng lọc những cái bất thường ở những giai đoạn cuối cùng mà những cái giai đoạn trước mình chưa phát hiện được. Đối với sàng lọc trước sinh, các mẹ bầu cũng được tư vấn cẩn thận để đến khám, siêu âm và xét nghiệm. Sàng lọc trước sinh là việc làm cần thiết để đảm bảo sức khỏe, sự an toàn cho cả mẹ bầu lẫn thai nhi. Vì hoạt động này có thể đánh giá nguy cơ dị tật thai nhi. Xét nghiệm sàng lọc trước khi sinh giúp xác định nguy cơ thai nhi bị dị tật về nhiễm sắc thể như hội chứng Down, hội chứng Edwards, hội chứng Patau, đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể, đột biến nhiễm sắc thể giới tính. Nếu kết quả của các xét nghiệm này cho thấy nguy cơ cao, thì thai phụ cần thực hiện các kiểm tra khác như chọc ối, sinh thiết, gai rau để xác định chính xác liệu thai nhi có bị dị tật hay không. Hôm nay em có được các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất giới thiệu cho em là khám thai ở tuần thứ 12 về những cái mục đích là xem con có khỏe không, hình thái của con như thế nào. Chỉ dẫn cho em là những cái mốc quan trọng để em hiểu và được cải thiện về trong quá trình mang thai của em. Để làm tốt cái công tác sàng lọc trước sinh và sơ sinh thì đối với đội ngũ cán bộ của khoa sản hiện nay thì cũng đã được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. Trong năm tới chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cử thêm 2 bác sĩ đi học sau đại học nữa. Thì như vậy là cái việc mà cán bộ chúng tôi được thường xuyên cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn thì sẽ góp phần rất tích cực vào cái công tác và nâng cao cái chất lượng về chuyên môn sản phụ khoa ở tại đơn vị. Thống kê cho thấy có khoảng 2-3% trẻ em sinh ra mắc phải các dị tật bẩm sinh và rất nhiều trong số những căn bệnh này ảnh hưởng đến hết cuộc đời của bé. Vì vậy, các mẹ bầu và sản phụ cần tìm hiểu kỹ để nắm những kiến thức khoa học cần thiết để thực hiện thăm khám và tham gia các chương trình sàng lọc trước sinh và sơ sinh mà thành phố Hà Nội đang áp dụng và thực hiện rất hiệu quả.
Theo báo cáo khảo sát chính phủ điện tử 2024 mà Liên Hợp Quốc mới phát hành, năm nay Việt Nam đã tăng 15 bậc về chỉ số chính phủ điện tử EGDI, đứng thứ 71 trên 193. Sau hai kỳ đánh giá giữ nguyên thứ hạng 86 trên 193, Việt Nam được xếp vào nhóm chỉ số chính phủ điện tử rất cao. Các tiêu chí như chỉ số dịch vụ công trực tuyến, hạ tầng viễn thông, vốn con người, tham gia kỹ thuật số đều có tiến bộ so với 2 năm trước. Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam xếp thứ 5 trên 11 nước về chính phủ điện tử, tăng một bậc so với năm 2022. Để tạo thuận lợi cho người dân sử dụng hình thức thẻ ảo, thẻ phi vật lý, tham gia vận tải hành khách công cộng, kể cả khi không có mạng Internet, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai hình thức thẻ ảo Apply dành cho khách hàng kể từ ngày 20 tháng 9. Ngay sau khi cập nhật phiên bản mới trên ứng dụng thẻ vé giao thông Hà Nội, khách hàng sử dụng hình thức thẻ ảo Apply mà không cần kết nối mạng Internet trong suốt quá trình sử dụng. Thẻ tháng ảo, thẻ phi vật lý Apply có thao tác sử dụng dễ dàng, phù hợp với mọi hình thức, mọi đối tượng mà thông tin vẫn được bảo mật an toàn. Sử dụng thẻ ảo giúp tiết kiệm chi phí phát hành thẻ vật lý, khách hàng không tốn thời gian và chi phí đi lại để nhận và dán tem trên thẻ vé tháng. Thẻ ảo có giá trị sử dụng ngay sau khi đăng ký thẻ thành công, không mất thời gian chờ đợi từ 3 đến 4 ngày lấy thẻ và không mất thời gian xếp hàng dán tem vé tháng như thẻ vật lý. Thuận tiện khi đăng ký thẻ, gia hạn thẻ vé tháng cho người thân, theo dõi lịch sử dụng dịch vụ của cá nhân. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề xuất thành phố đầu tư 392 tỷ đồng để triển khai hệ thống giao thông thông minh, trong đó có việc lắp đặt 600 camera giám sát phương tiện giao thông tại khu vực nội đô. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề xuất thành phố cho phép triển khai hệ thống ITS giai đoạn 1 trên địa bàn theo phương án thuê dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí hơn 392 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của thành phố. Trong đó đề xuất lắp đặt các hệ thống thiết bị ngoại vi gồm hệ thống camera giám sát tốc độ, đo đếm lưu lượng, xử phạt giao thông, hệ thống bảng báo điện tử, hệ thống tủ điều khiển, đèn tín hiệu giao thông, hạ tầng truyền dẫn. Phạm vi thực hiện bên trong vành đai 3 bao gồm 55 nút giao bên các tuyến vành đai 1, 2, 3 và các trục xuyên tâm tương ứng với số lượng thiết bị ngoại vi cần lắp đặt là 600 camera. Các chức năng chính của hệ thống bao gồm giám sát giao thông, cung cấp thông tin giao thông, điều khiển giao thông, hỗ trợ xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, quản lý giao thông công cộng, quản lý đỗ xe, quản lý sự cố. Thưa quý vị, Tây Hồ đang là địa bàn đông dân cư với lưu lượng phương tiện qua lại đông đúc. Để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại, thời gian qua các lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã triển khai nhiều kế hoạch tuần tra, xử phạt các trường hợp phương tiện dừng đỗ sai quy định, hàng quán lấn chiếm vỉa hè lòng đường, gây cản trở giao thông. Qua đó góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc hình thành ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật. Ngõ 603 đường Lạc Long Quân nằm trên địa bàn phường Xuân La, là lối đi của hàng trăm hộ dân sinh sống trong khu vực. Con ngõ này kết nối hai tuyến đường chính trên địa bàn là đường Võ Chí Công và đường Lạc Long Quân. Có diện tích chỉ vừa đủ để hai xe ô tô tránh nhau. Thế nhưng bất chấp biển cấm, nhiều người thiếu ý thức vẫn cố tình vi phạm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến các hộ kinh doanh sinh sống mặt đường. Cứ mở cửa để bán hàng thì là xe ô tô đỗ kín hết cả cửa, không ra vào được. Chỉ đuổi được 2-3 giờ, bắt đầu lại đỗ kín hết cả ngõ 603. Không, người dân không thể nào đuổi được. Cứ thấy ai đỗ xe là tôi ra tôi nhắc nhở. Và tôi chỉ luôn hai biển ở hai đầu đường. Đấy, và còn tất nhiên thì mọi người thì phải nâng cao cái ý thức về vấn đề chấp hành giao thông. Mặc dù đã nhiều lần được nhắc nhở, thế nhưng tài xế này vẫn cố tình tái phạm nhiều lần. Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt theo đúng quy định của pháp luật. Tại vì nhà em ở trong ngõ nhưng mà em không đỗ được vào trong. Sáng ra em lại ngủ quên mất, thế là em lại đỗ ngoài đường. Đó là lý do nhiều người dùng để biện minh cho việc làm của mình mà không hề nghĩ đến sự bất tiện cho những người xung quanh. Với lỗi vi phạm trên, chủ xe này sẽ phải chịu mức hình phạt từ 800 đến 1 triệu đồng. Dừng đỗ phương tiện lấn chiếm không gian công cộng dường như đã trở thành thói quen xấu của nhiều người, gây khó khăn cho công tác quản lý. Tình trạng vi phạm về dừng đỗ của người tham gia giao thông thì thường diễn ra vào các khung giờ cao điểm như giờ phụ huynh đưa đón con đến trường, giờ người dân ra đường đi làm, đi chợ. Để giải quyết tình trạng này thì tại các điểm như ngã tư, cổng trường học, công an phường đã bố trí lực lượng hướng dẫn người dân, nhắc nhở đỗ xe đúng nơi quy định. Cùng với đó, đối với những trường hợp cố tình vi phạm thì công an phường đã kiên quyết xử lý.
Thường xuyên tuần tra và lập chốt trực là những biện pháp được lực lượng chức năng quận Tây Hồ triển khai mạnh mẽ trong thời gian qua nhằm kịp thời phát hiện và giải tỏa vi phạm, không để xảy ra tình trạng lộn xộn, ùn ứ giao thông. Đồng thời nhắc nhở hàng quán kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định đảm bảo trật tự đô thị tại khu vực. Ngày hôm nay khác so với mọi hôm rằng tôi thấy an ninh trật tự rất là tốt, không có xe đậu đỗ ở trên lòng đường và tôi mong rằng việc này được thực hiện nhiều hơn để cho nhân dân đi lại tốt hơn ạ. Thay đổi nhận thức của người dân không phải là câu chuyện một sớm một chiều. Do vậy, công tác tuyên truyền vẫn đang được lực lượng chức năng duy trì thường xuyên liên tục tới từng hộ gia đình, tổ dân phố. Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tăng cường ra quân xử lý vi phạm trên toàn địa bàn để đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông cho người dân đi lại. Tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Italia tổ chức cuộc họp khởi động dự án Thanh niên trong các hợp tác xã là chủ thể của chuyển đổi số tại cộng đồng địa phương Yukun. Tổng số tiền của dự án do Liên minh châu Âu tài trợ là gần 625.000 euro và được triển khai trong 3 năm nhằm tăng cường các kỹ năng số và nâng cao nhận thức của thanh niên, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số toàn diện. Kết quả của dự án sẽ hỗ trợ 9,4 triệu thành viên hợp tác xã có được kiến thức và cơ hội thực hiện chuyển đổi số vì sự phát triển bền vững. Dự án cũng giúp đối tượng là thanh niên tiếp cận thông tin dễ dàng hơn để có thể trở thành thành viên và người lao động trong hợp tác xã. Các hoạt động của dự án tập trung vào việc áp dụng phương pháp tiếp cận tích hợp để giải quyết những thách thức liên quan đến sự tham gia của thanh niên vào cách quản trị và phát triển hợp tác xã, đào tạo về số hóa và quy trình chuyển đổi số trong các hợp tác xã. Có 25 tỉnh, thành phố được hưởng lợi từ dự án lần này. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam-Australia thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973. Kể từ đó đến nay, Australia đã dành nhiều suất học bổng cho sinh viên Việt Nam trong nhiều lĩnh vực. Các cựu sinh viên Việt Nam sau khi được đào tạo ở Australia về đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam trên nhiều phương diện trong nhiều lĩnh vực. Mỗi năm, Australia cấp khoảng 70 suất học bổng chính phủ cho sinh viên Việt Nam ở nhiều ngành nghề và bậc học. Nhiều người từng học tập tại Australia đã và đang đóng góp tích cực cho phát triển và thúc đẩy quan hệ song phương. Nhiều người là lãnh đạo quan trọng trong các cơ quan nhà nước. Chị Trần Thị Lan Anh, hiện là Tổng Thư ký của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, đã từng nhận học bổng chính phủ Australia cho bậc đào tạo thạc sĩ chuyên ngành nghiên cứu phát triển tại trường Đại học Queensland. Đây là một chương trình đào tạo nâng cao nhân lực cho Việt Nam trong cả khu vực công và tư nhân. Tôi tham gia chương trình đào tạo về nghiên cứu phát triển. Đó là một cái chương trình khá là cần thiết cho Việt Nam trong cái quá trình phát triển và giúp cho tôi có những cái hiểu biết sâu hơn và rộng hơn ở toàn cầu và ở quốc gia để cho tôi có thể hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp trong cái việc tiếp cận với những cái vấn đề mới, đặc biệt là hiện nay thì Việt Nam cũng đang tham gia ký kết vào những cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, có rất nhiều quan tâm những các vấn đề về lao động cũng như là chương trình phát triển bền vững, thì cái ngành học của tôi nó thực sự là rất là phù hợp để cho chúng tôi có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp có thể tiếp cận với những cái nội dung mới để đảm bảo có thể nâng cao cái khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Phát triển nguồn nhân lực là một khía cạnh quan trọng trong mục tiêu của Việt Nam đến năm 2045 và bao gồm cả hai lĩnh vực giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Australia từ năm 1974, chúng tôi đã gửi học bổng chính phủ Australia đầu tiên của mình. Từ đó đến nay, chúng tôi đã hỗ trợ khoảng 7.000 sinh viên Việt Nam sang Australia học tập. Kể từ năm 1974 đến nay, học bổng chính phủ Australia đã hỗ trợ hơn 6.500 người Việt Nam học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn ở Australia, trong đó có nhiều người khuyết tật. Chị Đặng Thu Hương, cán bộ chương trình hòa nhập người khuyết tật tại chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tại Việt Nam. Chị Hương cũng là một trong những ứng viên Việt Nam được nhận học bổng chính phủ Australia cách đây 10 năm. Sau khi trở về nước, chị đã làm việc cho UNDP trong lĩnh vực nghiên cứu về nhu cầu và quyền của người khuyết tật tại Việt Nam. Những kiến thức, kỹ năng tôi học được ở Úc thì rất là hữu ích đối với công việc của tôi hiện nay. Tôi có cơ hội được hỗ trợ cho chính phủ Việt Nam để điều chỉnh khung pháp lý, tuân thủ những cam kết của Việt Nam với Liên Hợp Quốc, đồng thời cũng góp phần xây dựng năng lực cho các tổ chức của người khuyết tật để họ được đóng góp tiếng nói và được lắng nghe nhiều hơn trong quá trình hoạch định chính sách.
Thật vinh dự khi được tìm hiểu những gì sinh viên Việt Nam muốn làm khi đến Australia và cách họ quay trở lại và đóng góp ở Việt Nam và ở Hà Nội. Học bổng chính phủ Australia là học bổng danh giá do chính phủ Australia tài trợ dành cho các nhà lãnh đạo tương lai của Việt Nam. Đây là một phần quan trọng trong hỗ trợ của Australia dành cho sự phát triển kinh tế, xã hội hòa nhập của Việt Nam. Chương trình thúc đẩy sự tham gia và tiếp cận bình đẳng cho mọi đối tượng, bao gồm phụ nữ, người khuyết tật và người đến từ những vùng nông thôn khó khăn. Thưa quý vị, Bộ Y tế Liban thông báo số người chết trong vụ nổ máy bộ đàm hôm thứ Tư đã tăng lên 9 người, hơn 300 người bị thương. Vụ tấn công mới chỉ xảy ra một ngày sau vụ máy nhắn tin khiến 12 người tử vong và hơn 2.800 người bị thương tại Liban. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 18 tháng 9 tuyên bố rằng Mỹ không hề biết trước về một cuộc tấn công nhằm vào các máy nhắn tin được Hezbollah của Liban sử dụng một ngày trước đó. Trong chuyến thăm tới Cairo để hội đàm với Tổng thống và Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập, ông Blinken nói với các phóng viên rằng Mỹ vẫn đang thu thập sự thật về những gì đã xảy ra. Ít nhất 12 người đã thiệt mạng và gần 3.000 người khác bị thương sau khi các thiết bị liên lạc do Hezbollah sử dụng phát nổ trên khắp Liban. Nhóm này cũng tuyên bố sẽ trả đũa Israel, quốc gia mà họ cáo buộc dàn dựng các vụ nổ trên. Ông Blinken cũng tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas, cho rằng đây sẽ là cơ hội tốt nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza và tránh lây lan xung đột sang các khu vực khác. Ngày 18 tháng 9, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định cắt giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm bắt đầu chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ trong bối cảnh lạm phát của Mỹ đang hạ nhiệt một cách ổn định. Theo thông báo, Fed giảm lãi suất tham chiếu 50 điểm cơ bản 0,5% về 4,75%. Các nhà hoạch định chính sách của Fed đánh giá cơ quan này đã có thêm niềm tin rằng lạm phát đang trên lộ trình ổn định, hướng tới mức mục tiêu 2%. Fed cũng cho biết sẽ sẵn sàng điều chỉnh lập trường chính sách tiền tệ trong trường hợp rủi ro xuất hiện có thể cản trở việc đạt được các mục tiêu về lạm phát và việc làm của cơ quan này. Bên cạnh đó, Fed cũng đưa ra tín hiệu có thể giảm lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm vào cuối năm nay. Tiếp đó, Fed dự định cắt giảm lãi suất 4 lần trong năm 2025 và giảm lãi suất thêm 2 lần nữa trong năm 2026. Fed cũng nâng dự báo về tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ vào cuối năm 2024 lên mức 4,4%, từ mức 4% đưa ra vào tháng 6 năm 2024. Điện Kremlin ngày 18 tháng 9 cho biết các cơ quan của Nga chưa đưa ra bất kỳ cảnh báo nào về mức độ phóng xạ cao hơn trong khí quyển, sau khi Na Uy cho biết họ phát hiện thấy nồng độ phóng xạ caesium CS-137 tăng cao gần biên giới Bắc Cực với Nga. Trong một tuyên bố, Cơ quan An toàn Bức xạ và Hạt nhân Na Uy, DSA cho biết họ đã đo được mức độ phóng xạ caesium tại các khu vực gần biên giới Bắc Cực với Nga. Cơ quan chức năng đã phát hiện nồng độ phóng xạ caesium CS-137 tăng cao tại Svanho trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến ngày 16 tháng 9 và tại Visiofield từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 9, tuy nhiên cho biết thêm mức độ phóng xạ này không gây nguy hiểm cho con người hoặc môi trường. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết không có báo cáo nào từ các cơ quan liên quan của Nga về mức độ gia tăng của phóng xạ trong khí quyển, cũng không có cảnh báo nào về mối đe dọa đối với sức khỏe con người và môi trường tại các khu vực trên của Nga. Ngày 18 tháng 9, Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo rằng nếu chính phủ các nước không tăng cường hành động về khí hậu, 2/3 các khu vực trên thế giới sẽ phải đối mặt với nguy cơ nhiệt độ tăng thêm 3 độ so với thời kỳ tiền công nghiệp trước cuối thế kỷ này. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thư ký WMO Celeste Saulo nhấn mạnh với các phóng viên ở Geneva về sự cấp bách của tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay. Biến đổi khí hậu do việc đốt nhiên liệu hóa thạch cùng với sự xuất hiện của hiện tượng thời tiết El Nino tự nhiên đã đẩy thế giới đạt kỷ lục nhiệt độ vào năm 2023. Bên cạnh đó, quan chức WMO cũng cho biết dữ liệu cho thấy 8 tháng đầu năm 2024 đạt kỷ lục mức nhiệt cao nhất. Có 80% khả năng, trong đó một trong 5 năm tới, sẽ đánh dấu năm dương lịch đầu tiên có nhiệt độ trung bình tạm thời vượt quá 1,5 độ C trên mức tiền công nghiệp. Các thành viên Nghị viện châu Âu ngày 18 tháng 9 đã kêu gọi nhanh chóng giải ngân viện trợ tài chính từ quỹ đoàn kết của khối để giúp chống lại thiệt hại do lũ lụt ở Trung Âu. Trận lũ lụt tồi tệ nhất tấn công trung tâm châu Âu trong ít nhất 2 thập kỷ qua đã để lại thiệt hại nghiêm trọng từ Rumani đến Ba Lan, phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng, cầu cống,
nhấn chìm mô tô và khiến chính quyền cũng như các hộ gia đình tại những khu vực ảnh hưởng thiệt hại lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Tại Hungary, chính quyền đã mở một con đập phía tây bắc đất nước để dẫn nước từ sông Lajta vào hồ chứa khẩn cấp nhằm bảo vệ thành phố Moson-Magarova. Tại thủ đô Budapest, mực nước sông Danube dự kiến vẫn đạt đỉnh khoảng trên 8,5 mét vào ngày 20 hoặc 21 tháng 9. Tại Cộng hòa Séc, mực nước hầu hết đang rút dần nhưng các con sông vẫn đạt đỉnh ở một số vùng phía nam Bohemia. Tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, người dân và các dịch vụ khẩn cấp đang tiến hành dọn dẹp một phần tuyến đường sắt từ Praha đến Ostrava, cũng như một số tuyến đường sắt và đường bộ thứ cấp. Thời kỳ hạn hán được coi là nghiêm trọng nhất trong lịch sử đã khiến mực nước các con sông trong lưu vực Amazon hạ xuống mức kỷ lục. Tình trạng này kéo theo một loạt hậu quả có thể kể đến như mất đa dạng sinh học, suy giảm chất lượng nước, tăng nguy cơ cháy rừng và ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế và khí hậu khu vực. Sông Solimo, một trong những nhánh chính của sông Amazon hùng vĩ, bắt nguồn từ dãy Andes của Peru, đã giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay tại khu vực thị trấn Tabatinga của Brazil. Hình ảnh quay từ trực thăng cho thấy một nhánh của dòng sông này đã khô cạn hoàn toàn. Chúng ta đang đi qua lòng sông Solimo. Toàn bộ khu vực cát mà chúng ta thấy là lòng sông của một trong những con sông lớn nhất thế giới. Đây là năm thứ hai liên tiếp xảy ra hạn hán lớn ở Amazon, một sự kiện chưa từng có. Hồ Tefe gần đó, nơi có hơn 200 con cá heo nước ngọt đã chết trong đợt hạn hán năm ngoái, cũng đã khô cạn, khiến loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng này mất đi môi trường sống ưa thích. Năm hạn hán nghiêm trọng thứ hai liên tiếp đã làm khô héo phần lớn thảm thực vật của Brazil và gây ra cháy rừng trên khắp quốc gia Nam Mỹ này, tạo thành những đám khói bao phủ các thành phố. Tại Tefe, mực nước sông thấp hơn 2,92 mét so với mức trung bình cùng kỳ năm ngoái và dự kiến sẽ giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay. Tại Manaus, nơi Solimo hợp lưu với Rio Negro để tạo thành sông Amazon, mực nước sông Rio Negro đang tiến gần đến mức thấp kỷ lục được ghi nhận vào tháng 10 năm 2023. Chương trình được tiếp tục với những thông tin thể thao. Thưa quý vị, câu lạc bộ Al Nassr của Ả Rập Xê Út đã quyết định sa thải huấn luyện viên trưởng Luis Castro sau 14 tháng dẫn dắt đội bóng. Quyết định này được đưa ra sau khi đội bóng có khởi đầu không mấy thuận lợi ở mùa giải mới, đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Saudi Pro League sau 3 vòng đấu. Huấn luyện viên 63 tuổi người Bồ Đào Nha được bổ nhiệm dẫn dắt đội bóng của siêu sao Cristiano Ronaldo vào tháng 7 năm 2023. Sau hơn một năm phụ trách câu lạc bộ Serie A của Brazil, Botafogo. Tuy nhiên, huấn luyện viên Castro không thể giúp Al Nassr giành được danh hiệu quan trọng trong mùa giải 2023-2024, ngoại trừ chiếc cúp các câu lạc bộ Ả Rập, một giải đấu mang tính chất giao hữu. Sự ra đi của Castro diễn ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về tình hình bất ổn hậu trường tại câu lạc bộ. Al Nassr được cho là đang đàm phán với Stefano Pioli, cựu huấn luyện viên trưởng của AC Milan. Huấn luyện viên người Ý này đã bày tỏ sự quan tâm đến vị trí này và hiện tại hai bên đang thảo luận các chi tiết cuối cùng của hợp đồng. Pioli đã thất nghiệp kể từ khi rời Milan vào cuối mùa giải trước. Ông là một huấn luyện viên có nhiều kinh nghiệm tại Serie A, từng dẫn dắt nhiều đội bóng lớn như Lazio, Inter Milan, Fiorentina. Đặc biệt, Pioli đã giúp AC Milan giành chức vô địch Serie A sau 11 năm chờ đợi vào năm 2022. Harry Kane đã phá vỡ kỷ lục Champions League của Wayne Rooney trong trận Bayern Munich thắng đậm Dinamo Zagreb với tỷ số 9-2 và anh cũng trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên ghi được 4 bàn thắng trong một trận đấu tại Champions League và là người đầu tiên ghi được 3 bàn từ chấm phạt đền trong cùng một trận đấu. Trước đây, huyền thoại Manchester United Wayne Rooney là cầu thủ người Anh ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Champions League với 30 pha lập công sau 85 trận đấu. Nhưng thành tích này đã bị lu mờ trước Harry Kane khi anh ghi bàn thắng thứ 30 tại Champions League của mình từ chấm 11m trong hiệp 1. Trước khi có hiệp đấu thứ 2 bùng nổ với 3 bàn thắng nữa để nâng tổng số pha lập công của đội trưởng tuyển Anh lên 33 bàn. Harry Kane một lần nữa vượt qua Wayne Rooney. Trước đó, Rooney có 53 bàn trong 120 trận cho đội tuyển Anh. Còn bây giờ, Kane đang có 68 bàn thắng trong 100 lần ra sân thi đấu cho Tam Sư. Những nỗ lực mới nhất của Harry Kane đưa anh lên vị trí thứ 25 trong danh sách các cầu thủ có nhiều bàn thắng nhất Champions League mọi thời đại. Cùng Fernando Morientes vượt qua Rooney, Kaká, Samuel Eto'o và Francisco Gento và Arjen Robben chỉ trong một đêm.
Tuy nhiên, Harry Kane vẫn còn phải đi một chặng đường dài nữa nếu muốn tiến gần đến top 5. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.